Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, Hội Người mù tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự đại hội có ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, cùng 70 đại biểu chính thức đại diện cho 905 hội viên người mù trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ hội viên Hội Người mù tỉnh luôn nỗ lực vượt khó để hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội Người mù các cấp quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế có việc làm ổn định, mở các lớp dạy nghề, trang bị kiến thức nghề phù hợp với sức khỏe và khả năng của hội viên. 5 năm qua, tỉnh hội đã triển khai cho 50 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng số tiền 160 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ hội viên mù nghèo giảm 4,6% so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội tiếp tục chú trọng công tác củng cố tổ chức hội, quan tâm dạy chữ, dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 9 đồng chí, bầu Chủ tịch hội khóa 3. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023, mục đích nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, trọng tâm là thị trường Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, tích cực hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tích cực thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông có trọng tâm trọng điểm nhằm quảng bá giới thiệu về tiềm năng lợi thế của tỉnh Hòa Bình trên các lĩnh vực thương mại và du lịch, tăng cường kết nối tour tuyến, nghiên cứu mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường tham gia các hội chợ triển lãm thương mại du lịch và chương trình kết nối cung cầu, giao thương trong và ngoài tỉnh năm 2023. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm du lịch và các tiềm năng lợi thế về du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023 như hội chợ xuân, phiên chợ vùng cao, tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa, nông sản tiêu biểu tại Hà Nội, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, tổ chức đoàn quốc tế khảo sát các điểm du lịch tại tỉnh Hòa Bình. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2022, huyện Cao Phong có 16 công trình được đầu tư xây dựng mới, với tổng mức đầu tư gần 197 tỷ đồng, trong đó có 9 công trình đã được khởi công xây dựng, 7 công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Cao Phong tiếp tục xác định đầu tư đồng bộ hạ tầng phát triển kinh tế xã hội là một trong những khâu đột phá quan trọng, là chương trình hành động trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28. Huyện đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 22%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, hộ dân thành thị đạt trên 99%. Ngày 10 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đà Bắc, Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người cao tuổi, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần với nhân dân và giúp người dân có điều kiện được khám để phát hiện sớm các bệnh, đồng thời tư vấn về cách chữa trị bệnh kịp thời. Đặc biệt, thông qua truyền thông tại buổi khám bệnh miễn phí đã giúp người dân biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, huyện Đà Bắc được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Giữa một bên là núi rừng xen lẫn với vẻ đẹp của vùng Hồ Hòa Bình. Với nền văn hóa lâu đời, nhiều dân tộc anh em như dân tộc Mường, Tày, Sao, Kinh, Thái tạo nên một bức tranh du lịch cộng đồng đáng để ghé thăm trên hành trình đến với Hồ Hòa Bình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong chiến lược phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã xây dựng đề án phát triển du lịch của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch phát triển du lịch, đưa Đà Bắc trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cộng đồng dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Đến nay, huyện Đà Bắc đã phát triển được nhiều điểm du lịch cộng đồng tại xóm Ké, xã Hiền Lương, xóm Đức Phong, xóm Sưng, xã Cao Sơn, Mó Hém, xã Tiển Phong. Những nơi này đang giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc về phong tục tập quán, kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca. Phát triển theo định hướng là du lịch dịch vụ gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thì hàng năm trên cơ sở đó thì Ủy ban huyện đã xây dựng cái đề án phát triển du lịch tầm nhìn đến 2030 và tầm nhìn 2045, và xác định là tận dụng cái cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và khai thác những cái bản sắc văn hóa của huyện Đà Bắc. Để quảng bá du lịch huyện Đà Bắc phát triển sau thời gian tạm lắng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mới đây huyện đã tổ chức giải đua thuyền kayak và đi bộ tại xóm Ké, xã Hiền Lương, với sự tham gia của gần 250 vận động viên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Các hoạt động sự kiện lần này là tiền đề để tổ chức giải đua thuyền kayak hàng năm trên Hồ Hòa Bình, qua đó quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tiềm năng du lịch huyện Đà Bắc. Lần đầu tiên tôi đến đây du lịch và cảm nhận của tôi về cảnh sắc của hồ nước tại đây rất là đẹp, con người thân thiện, mến khách. Tôi rất hạnh phúc khi đến đây. Bên cạnh các hoạt động tham quan trải nghiệm, khi đi tham quan du lịch tại Đà Bắc, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn dân tộc truyền thống như lợn bản, xôi ngũ sắc, rau đồ, cá nướng, thịt nướng, gà đồi, măng rừng. Các món ăn này đều được chính người dân tự tay chế biến từ các sản phẩm nuôi trồng tại địa phương. Tôi cũng rất mong là sẽ được anh em bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc và đâu đó họ cũng bắt gặp, nhìn được cái hình ảnh này để mà khách khắp mọi miền sẽ tìm đến chỗ chúng tôi đây để có những cái trải nghiệm như là trên lòng hồ để bơi thuyền kayak rồi là tắm suối Ké. Với những chính sách cũng như hoạt động hỗ trợ du lịch phục hồi, 9 tháng năm 2022, số lượt khách du lịch đến với Đà Bắc đã tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian tới, huyện Đà Bắc tiếp tục hỗ trợ chính sách thu hút một số nhà đầu tư vào phát triển lĩnh vực du lịch trên địa bàn, xây dựng hình ảnh Đà Bắc là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Việt Nam phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Hòa Bình là tỉnh miền núi, điều kiện khí hậu, thiên nhiên thuận lợi cho các loài côn trùng gây bệnh tồn tại và phát triển, đặc biệt là muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét. Công tác phòng chống cần được tăng cường. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh năm 1992, Hòa Bình có hơn 36.600 bệnh nhân sốt rét lâm sàng, hơn 300 bệnh nhân sốt rét ác tính, trong đó có 18 ca tử vong. Từ năm 1997 đến nay, không có trường hợp tử vong do sốt rét. Xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy là xã tiêu biểu trong công tác loại trừ sốt rét. Hơn 10 năm trở lại đây, không ghi nhận ký sinh trùng sốt rét trên địa bàn xã. Trong nhiều năm qua thì đã loại trừ được bệnh sốt rét. Thì là để mà thực hiện được cái thành quả này thì là trạm y tế chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì trong đó là hàng tháng là chúng tôi có phối kết hợp với ban văn hóa xã là đã phát thanh trên loa đài đến tận các thôn, xóm cũng như là đi thôn thì là thảo luận nhóm tại các hộ gia đình cũng như là tư vấn cho các hộ, các cá nhân. Năm 2022, Hòa Bình là một trong những tỉnh được Bộ Y tế giao hoàn thành loại trừ bệnh sốt rét. Để được công nhận là tỉnh đạt loại trừ sốt rét, 10 trên 10 huyện thành phố phải đạt các tiêu chí như 3 năm liên tục không có ký sinh trùng sốt rét nội địa, ban hành đầy đủ các kế hoạch thực hiện loại trừ sốt rét, đủ nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể tham gia hoạt động loại trừ bệnh sốt rét, hoạt động giám sát và loại trừ bệnh sốt rét triển khai thường xuyên liên tục, đủ năng lực đảm bảo điều kiện xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Căn cứ vào kết quả đã đạt được về công tác phòng chống bệnh sốt rét và kết quả thẩm định của Sở Y tế, theo các tiêu chí và loại trừ bệnh sốt rét tại 10 trên 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2022. Đầu tháng 11 vừa qua, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đã về thẩm định hồ sơ và sẽ ban hành quyết định công nhận vào cuối năm nay. Kết quả này đảm bảo tiến độ chỉ tiêu của Bộ Y tế giao. Thì đến năm 2017 là chúng ta không có ca sốt rét nào.
trên địa bàn tỉnh. Hai năm vụ dịch vừa rồi, thì đặc biệt hai vụ dịch vừa rồi chúng ta không có cái bệnh sốt rét nào. Mặc dù loại trừ nhưng chúng ta không thể quên được sốt rét. Về ở tỉnh Hòa Bình chúng ta về mũi truyền sốt rét vẫn còn. Và nếu chúng ta chỉ cần chủ quan và lơ là, không giám sát, không chỉ đạo cụ thể thì tình hình sốt rét quay trở lại bất kỳ lúc nào. Để duy trì thành quả loại trừ bệnh sốt rét, ngành y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt rét như thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và điều trị kịp thời, đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân chủ động phòng bệnh, không chủ quan lơ là, giữ vững thành quả đạt được, không để bệnh sốt rét xảy ra trên địa bàn. Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Nhân dân tỉnh Túc, nước Mông Cổ thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.